dụng và nó cũng đã xuất hiện tại Việt Nam vào thời gian gần đây. Nếu mà mọi người muốn biết đó là cái dòng nhớt như thế nào á thì mọi người cùng đón xem video tiếp theo nha. Xoay nhưng mà nó không bung. Còn đối với những cái loại nhớt khác á, thì xoay là nó sẽ bung liền. Đây. Và như mọi người thấy á, thì đây là cái bình nhớt của Rymax và cái dung tích của nó là 1 lít. Nó sẽ sử dụng được cho tất cả các dòng xe, không có nhỏ nào, không có lớn nè, hoặc là tay ga cũng được. Mà đặc biệt nó sẽ dùng được cho những cái loại xe phun tay. Em còn muốn biết gì về dòng nhớt hay không ạ? Mà chị Hân ơi, chị đã sử dụng qua cái loại dòng nhớt này chưa? Hân đã sử dụng qua rồi nha. Và khi mà Hân trải nghiệm cái dòng nhớt Rymax này ở tầm được 3 tháng á, thì Hân sẽ nói luôn cho mọi người về cái cảm nhận khi mà Hân đã trải nghiệm thực tế. Tức nghĩa là khi mà Hân đi tour, Hân cũng sử dụng cái bình 5.40 như thế này. Nó cảm giác như là rất là bốc, càng chạy là càng bốc. Và điều đặc biệt mà cái dòng Rymax này có đem đến lại cho Hân là cảm giác không nóng máy khi chạy xe. Tại bình thường nếu mà mình chạy á, kẹt xe nè hoặc là chạy xa quá thì nó sẽ rất là nóng máy, rất là khó chịu cho đôi chân. Nhiều khi mà Hân đi tour Hân cũng hay mặc mấy cái quần mà bó sát á, thì nó rất là khó chịu, nóng máy cực kỳ. Khi mà Hân sử dụng Rymax rồi thì không còn cảm thấy nóng máy nữa. Và cái dòng sản phẩm thứ hai mà Hân muốn giới thiệu đến với mọi người đó là dòng dung dịch độ bình xăng Austin Booster. Ủa mà chị Hân ơi, em thấy nó lạ quá, chị có thể chỉ em cái cách sử dụng của nó được không ạ? Và mọi người lưu ý giúp Hân nha. Cách sử dụng nó như thế này là một khi mà mọi người đã đổ đầy bình xăng rồi thì mọi người mới sử dụng cái này và đổ vào trong cái bình xăng của mọi người. Ví dụ những cái dòng phân khúc dưới 300cc thì mọi người đổ một nắp cho Hân. Còn những cái dòng ở trên 300cc thì mọi người đổ 2 nắp. Mọi người sử dụng cái dung dịch độ bình xăng này thì mọi người sẽ tăng được 2-4 điểm Austin. Để Hân ví dụ cho mọi người hình dung ra được nha. Là khi mà mọi người đổ xăng 95 vào á thì nó sẽ tăng lên được 99 hoặc 100 điểm. Còn nếu mà xăng 92 thì nó sẽ tăng lên được 94 hoặc là 96 điểm. Vậy cái sản phẩm cuối cùng trong bộ combo của mình á là gì hả? Và cái sản phẩm cuối cùng mà Hân muốn giới thiệu đến với mọi người là sản phẩm xịt sơn và sản phẩm bôi trơn sơn. Sản phẩm xịt sơn thì đối với mọi người cũng đã quá quen thuộc rồi đúng không? Và cái Rymax này không có khác với những cái dòng khác nhiều cho lắm. Và vậy thì Hân sẽ nói sơ về cái sản phẩm dưỡng sơn cho mọi người rõ hơn nha. Là Rymax có hai cái dòng sản phẩm dưỡng sơn, đó là Chanel Off và Chanel On. Và cái điều khác biệt khi mà mình sử dụng Chanel Off và Chanel On, tức nghĩa là Chanel Off khi mà mình đi tour xa, mình đi tour gần này nọ thì mình sẽ sử dụng nó. Còn cái dòng sản phẩm Chanel On thì mình sẽ sử dụng trong thành phố. Sau đây thì Hân sẽ cho mọi người xem clip test thử sản phẩm của Rymax trên chính chiếc xe của Hân như thế nào ha.
nè, và xi đĩa nè, với cả đổ đổ gì nhỉ? Bộ da xăng, cái này là bộ da xăng để giúp cho mình tăng cái độ phân của mình. Trước tiên mình thay nhớt thì Đạt sẽ giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm Angelus. Cái này thì là phụ gia trước khi thay nhớt để cho súc rửa cái động cơ của mình nó sạch sẽ và nó sẽ lắng cặn xuống ra ngoài hết. Break down, break down.
có hoặc thắc mắc gì thì mình hãy comment bên dưới nhé. Tạm biệt mọi người. Chào tạm biệt mọi người.